Nếu một cầu thủ tại NBA phải đi xin việc như người bình thường, thì khả năng cao là CV của LeBron James sẽ là một tờ sớ dài độ chục trang, với số năm kinh nghiệm trong nghề còn nhiều hơn số tuổi của một số khán thính giả đang xem video này. 4 lần lên ngôi vô địch, 4 danh hiệu Final MVP, 4 Season MVP, 5 lần lọt vào danh sách cầu thủ phòng ngự tốt nhất, 18 lần góp mặt trong All-Star, v.v. Tuy nhiên, chừng đó chỉ là một góc tường của anh già. Từ khi Michael Jordan giải nghệ vào năm 2003, ngoại trừ Kobe Bryant quá cố, thì LeBron James được xem là người tiệm cận nhất với cả vua bóng rổ, cái danh xưng không hề phóng đại nếu bạn đã từng xem Jordan thi đấu. Thực chất video này không nhằm mục đích tranh luận giữa LeBron James và Michael Jordan xem ai mới là dê. Và khó có ai biết LeBron có xem Michael là mục tiêu để theo đuổi hay không. Trên thực tế thì LeBron đã vượt qua người tiền bối ở nhiều chỉ số. Dù sao thì cả hai huyền thoại này đều là những vận động viên xuất chúng nhất thế hệ của họ, mỗi người xuất chúng theo một cách riêng. Còn video lần này, hãy cùng Spider Room chúng mình và tác giả Thành Long tập trung vào LeBron James về tư duy, đạo đức làm việc cùng những thói quen đã góp phần làm nên thành công vang dội của anh già ngày hôm nay. LeBron James với những biệt danh yêu quý mà người hâm mộ Việt Nam đặt cho anh như là Lê Bông, Anh Rành, Anh Già hay là Tài Năng Trẻ, là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp người Mỹ, hiện đang thi đấu cho LA Lakers tại giải bóng rổ nhà nghề NBA, giải bóng rổ hấp dẫn nhất hành tinh. LeBron sinh năm 1984 tại Ohio, mồ côi cha và chào đời khi mẹ ổng còn chưa ngót 18 cái xuân xanh. Ngay từ nhỏ, thể trạng trời phú giúp ông thể hiện tài năng vượt trội trong thể thao, đặc biệt là ở bộ môn bóng rổ và bóng bầu dục. Năm 1999, St. Vincent thuộc St. Mary High School chiêu mộ thành công LeBron gia nhập đội bóng rổ. Và sau khi hoàn thành phổ thông, ông trở thành một trong những cầu thủ được đánh giá cao nhất trong kỳ tuyển quân NBA thường niên. Giống như Kobe Bryant, LeBron James quyết định bỏ đại học để nhảy thẳng vào thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi 18. Trước đó, LeBron đã từng dẫn dắt Mary High School vô địch bang Ohio 3 lần trong vòng 4 năm đồng hành, ghi trung bình hơn 30 điểm một trận, gần như là thống trị bảng rổ cả hai đầu sân. Diễm nhiên tại thời điểm đó, LeBron nổi như cồn và trở thành cái tên được săn đón nhất. Sau đó, ông được đội bóng quê hương Cleveland Cavaliers lựa chọn ngay lượt đầu tiên. Lặp lại lịch sử của Michael Jordan khi ký bản hợp đồng trị giá 90 triệu đô với Nike khi chưa chơi một trận chuyên nghiệp nào. Và như mấy tiểu sử gia thường viết, thì phần còn lại là lịch sử. Michael Jordan mất 7 năm mới giành được chức vô địch đầu tiên. LeBron James, người giờ đây được xem như là tiệm cận nhất với huyền thoại này, thì mất 8 năm để lấy nhẫn. LeBron gắn bó với Cavaliers, trở thành đầu tàu dẫn dắt tập thể này 2 lần vào chung kết trong 6 năm gắn bó. Nhưng dường như vẫn có điều gì đó chưa đủ. Cuối mùa giải 2009-2010, LeBron hết hợp đồng với Cavaliers và trở thành cầu thủ tự do. Ngay lập tức, bom tấn chuyển nhượng đã được đưa ra sau đó. Siêu sao bóng rổ sẽ gia nhập Miami Heat của Dwayne Wade. Đội tuyển cũng chiêu mộ thêm Chris Bosh và thiết lập một super team. Động thái đã dấy lên vô số lời chỉ trích từ phía người hâm mộ. Nếu như Jordan và Kobe quyết định ở lại với đội bóng để cùng xây dựng đội ngũ hướng tới chức vô địch, việc LeBron chuyển tới Heat được xem như là đi đường tắt, kẻ phản bội. Thế nhưng, bất chấp sự dè bỉu từ truyền thông, LeBron càng đánh càng hay, sau đó lên ngôi vô địch với Heat 2 lần. Sau khi hết hạn hợp đồng với Heat vào cuối mùa giải 2013-2014, LeBron lại một lần nữa trở thành cầu thủ tự do. Và ổng lựa chọn nối lại tình xưa với đội bóng quê hương Cavaliers vì ông cho rằng ông nợ họ một chức vô địch. Như chưa hề có cuộc chia ly, Cavaliers đón tiếp LeBron như là đứa con tha hương lâu ngày mới trở về nhà, bắt đầu công cuộc gây dựng đoàn hộ nhẫn bằng cách chiêu mộ Kevin Love và Kyrie Irving. Lửa thử vàng gian nan thử sức, Cavaliers chây chật mới hạ bệ nổi Golden State trong lượt đấu 7 trận, tạo nên một trong những series hấp dẫn nhất lịch sử. Một trận thư hùng với màn lội ngược dòng từ vị thế bị dẫn 3-1 tới chiến thắng chung cuộc 4-3.
over! It's over! The Cavaliers are NBA champions! Nợ đã trả xong, hoàng tử Kyrie Irving không thích bị bao trùm bởi cái bóng quá lớn của King James nên đã dứt áo ra đi. LeBron gồng gánh Cavaliers thêm được 2 lần rồi bắt đầu tìm bến đỗ mới, LA Lakers. Tới đây thì cũng không còn mấy điều để nói nữa rồi, nên tôi tóm gọn lại bằng một vài điểm đáng lưu ý như sau. Năm 2020, LeBron đăng quang ngôi vô địch với Lakers, giành chiếc nhẫn thứ tư trong sự nghiệp. Năm 2021, thua Phoenix 2-4 ngay từ vòng đầu. Năm 2022, không được vào vòng loại. Năm 2023, vào được chung kết miền nhưng bị Denver của Jokic Koka dạ 4-0. 2004, suýt bị Jokic cho ăn chổi lần nữa ngay từ vòng đầu, thua chung cuộc 1-4. Được bù lại bằng việc được các đồng đội chọn làm người cầm cờ nam cho đội tuyển Mỹ để khai mạc Thế vận hội Paris. Tương lai dự đoán năm 2025, LeBron đồng hành cùng cậu quý tử Bronny James, từ cha con thành đồng nghiệp, biến kẻ ăn nằm với mẹ suốt 20 năm qua thành đồng đội. Thật sự thì cá nhân tôi không biết có thỏa thuận ngầm nào trong giới thể thao không, nhưng chế độ tập luyện của các vận động viên được bảo quản như một dạng thông tin mật. Tất nhiên, thi thoảng các tạp chí vẫn lên bài, nhưng mà sự thật thì tôi không tin giới truyền thông lắm. Sẽ tốt hơn nếu phương pháp tập luyện được bật mí bởi người trong cuộc, chẳng hạn như là đồng đội này, huấn luyện viên này, hoặc tốt nhất là chính cầu thủ đó. Vậy nên, nếu bạn đang tò mò muốn biết rằng LeBron James tập những gì, hoặc mấy thứ đại loại như là giải phẫu một ngày của cầu thủ bóng rổ số 1 hành tinh, thì tôi sẽ đem chúng đến cho bạn ngay sau đây. Các nội dung tiếp theo sẽ được trích xuất từ tập 1 mùa 4 của series podcast Trainer từ Nike và vài tập podcast My The Game được sản xuất bởi LeBron James và JJ Redick. Các bạn sẽ không phải thấy lo lắng về độ uy tín. Giờ thì tôi muốn bàn về một số chủ đề mà theo kinh nghiệm lượn lờ các diễn đàn bóng rổ tôi thấy khá là sôi nổi. Điều gì tạo nên một cầu thủ bóng rổ vĩ đại? Có rất nhiều yếu tố, nhưng chắc chắn rồi, tài năng phải được nhắc đến đầu tiên. Trong thể thao, khái niệm gen hay là cơ địa thường được gộp luôn trong tài năng. Thiên tư chiếm phần lớn, nếu không muốn nói là tuyệt đối cơ hội phát triển của một vận động viên. Tất nhiên là một cá nhân thiếu vắng đi tài năng thì vẫn có thể tự bổ khuyết thông qua luyện tập hàng ngày và thi đấu, giúp vận động viên này đủ dày dặn để lên tới cấp độ bán chuyên hay là chuyên nghiệp. Nhưng dứt khoát là gã không thể thui chột tài năng hoàn toàn. Ở đây, tài năng được xem như là một điều kiện tiên quyết, một yếu tố đầu vào bắt buộc. Tài năng bóng rổ theo tôi có thể chia thành 3 dạng như sau: IQ bóng rổ, khả năng vận động và kỹ thuật cá nhân. Nhưng tôi sẽ tiết lộ cho bạn một bí mật ở dưới đây. Bạn không cần thiết phải có cả 3 điều này. Thường thì 2 trong 3 là đủ. Đồng đội có thể tha thứ cho bạn tội đánh hỏng hay là tội tốn bóng nếu bạn bù lại bằng kỹ năng và thể lực tốt. Tương tự, bạn không cần phải quá cường tráng nếu bạn nắm rõ chiến thuật và bạn nhuần nhuyễn mọi kỹ thuật. Và huấn luyện viên sẽ không cần đòi hỏi kỹ thuật của bạn ở mức thượng thừa nếu bạn biết cần phải làm gì trên sân và chạy như một gã không phổi. Thế đấy, 2 trong 3 là được rồi, nhưng chỉ 1 trong 3 thì gần như là bạn khó thể tiến xa. Và nơi duy nhất bạn có thể tỏa sáng là sân phổi, nơi bạn sẽ chơi với mấy thằng như bạn, những người chỉ có 1 trong 3 điều vừa kể ở bên trên. Và thứ hai là trên cương vị huấn luyện viên. Để tóm gọn về 2 chữ tài năng trong bóng rổ, bạn có thể hình dung chúng như sau: IQ bóng rổ, đầu óc chiến thuật, mắt quan sát, nhận định tình huống, khả năng ứng biến, phối hợp với đồng đội. Khả năng vận động, sức bền, sức bật, tăng tốc giảm tốc, độ dướn, v.v. Về kỹ thuật cá nhân, cái này thì kể đến mai cũng không hết, nhưng mà để đơn giản thì ta cứ tạm hiểu là chia làm kỹ thuật tấn công và kỹ thuật phòng thủ nhá. Vậy thì sau những cái giải thích trên, LeBron James đã tận dụng tài năng và phát triển nó như thế nào? Thứ nhất là về sức bền bỉ. Để trở thành một cầu thủ vĩ đại, sức bền bỉ là rất quan trọng. LeBron James giống như là Ronaldo, đã rất sáng suốt khi để tâm tới chế độ dinh dưỡng, tập luyện phục hồi từ giai đoạn đầu của sự nghiệp. Nói đơn giản, mấy lão biết nhìn xa trông rộng. Thứ hai là tư duy. Huấn luyện viên cá nhân Mike Mancias và LeBron James gặp nhau tại thời điểm mà cả hai cùng đang chân ướt chân ráo vào nghề. Bấy giờ Mike chỉ là một huấn luyện viên tập sự cho Cleveland Cavaliers,
còn LeBron thì vừa mới gia nhập NBA. Ngay lập tức, họ nhận ra đối phương chính là nửa kia mà mình đang tìm kiếm, và mối quan hệ dài đặc hơn 2 thập kỷ bắt đầu. Trong tập podcast Training at a Lifestyle, Mike Macias đã diễn giải tư duy của LeBron như sau. Trong khi các phần lớn cầu thủ trẻ tại NBA đều sở hữu tốc độ, sức bền và sức bật đáng kinh ngạc, LeBron hiển nhiên là sở hữu cả ba thứ trên, lại quan tâm tới một vấn đề khác, đó là sự bền bỉ. Mục tiêu của LeBron ngay từ những năm 20 tuổi không phải là theo đuổi các chỉ số. Và sau 2 thập kỷ chinh chiến, dù đúng là ông dẫn đầu trong mọi chỉ số thật, nhưng đó chỉ là tác dụng phụ kèm theo. Còn tầm nhìn của ông là tối đa hóa sự nghiệp cầu thủ hữu hạn của mình, trong trường hợp này là duy trì phong độ ở mức cao nhất có thể. Để làm được điều này, chúng ta có thể tóm gọn thành 3 nhân tố chính yếu: giấc ngủ, dinh dưỡng và trải nghiệm. Ngủ và các bài tập phục hồi. How many hours of sleep are we talking about? I slept last night from 12 to 8. I got up, ate breakfast, and I went back to sleep from 8:30 to 12:30. Hãy bắt đầu với việc ngủ. Lời khuyên của LeBron và Mike là cố gắng tối ưu hóa giấc ngủ của bạn, giấc ngủ REM ở mức tốt nhất có thể. Mức tối thiểu của LeBron là 8 tiếng, đôi khi tăng lên thành 9 hoặc 10 tiếng, tùy thuộc vào cường độ vận động của ngày hôm trước. Giấc ngủ, theo LeBron, không chỉ cần thiết cho quá trình phục hồi mà còn giúp thanh lọc tâm trí. Đúng vậy, tâm trí của bạn cũng cần phục hồi. Kết hợp với các bài tập phục hồi và bài tập chống chấn thương, LeBron có thể hóa chaos thường xuyên mà vẫn giữ cơ thể không rơi vào tình trạng quá tải. Ngoài ra, cái này thì tự bản thân mình nghiệm ra và thấy khá là đúng. Cuộc sống của anh già rất nhất quán. Nếu bạn nhìn vào mấy cái tên tại Hall of Fame của NBA như là Michael Jordan, James hay là Kobe Bryant, điểm chung là mấy lão này lấy vợ rất sớm. Đây cũng có thể coi là trung tình một cách tương đối. Như vậy thì cũng chuẩn, lấy vợ sớm để cho đỡ chơi bời, tập trung vào kiếm tiền ổn định cuộc sống. Đàn ông xây nhà, đàn bà thì xây tổ ấm. Câu này văn hóa phương Đông hay là Tây đều đúng. Sau giàu rồi thì bỏ vợ cưới hoa hậu như là Michael Jordan cũng được, nhưng mà dứt khoát là phải yên bề gia thất sớm để đời sống tinh thần trong thời kỳ phát triển sự nghiệp được yên ổn. Quay lại chủ đề chính, trước mỗi mùa giải, Mai sẽ tiến hành phân tích cơ sinh học của bóng rổ, thể trạng của LeBron và lịch trình du đấu của cả đội. Cả hai sẽ bắt đầu luyện tập từ kỳ nghỉ hè. Sau khi NBA công bố lịch thi đấu chính thức, họ sẽ ngồi lại với nhau và nghiên cứu. Ở thời điểm này, mày sẽ cần bay ra bang này và mày sẽ bắt chuyến giờ này. Tất cả những điều đó đều xoay quanh sự chuẩn bị. Tiếp đến là các bài tập phục hồi. Hiển nhiên NBA không hề thiếu công nghệ cũng như là thiếu thiết bị tối tân. Nhưng Mike và LeBron trung thành với phương pháp tập truyền thống, bao gồm tắm nước lạnh, massage rất nhiều, giãn cơ và những thứ kiểu như vậy. Trước trận đấu, LeBron áp dụng phương pháp tắm nóng lạnh đan xen, đại loại là tắm 5 phút nước nóng rồi lại tắm 5 phút nước lạnh 3 lần như vậy. Thiền và thở. Nhiều người trong số chúng ta vô tình sập bẫy khi lên lịch trình tập luyện kín mít trong tuần. Ta sẽ làm gì ở trong phòng gym? Khi nào ta sẽ đi chạy bộ? Nhưng ta quên mất kế hoạch để cho những ngày phục hồi. Phục hồi không chỉ về mặt thể chất mà nó còn là về mặt tinh thần. Các cầu thủ tầm cỡ quốc tế như là LeBron chắc chắn phải đối mặt với rất nhiều áp lực. Để ngồi lại, thư giãn thả lỏng tâm trí, hít thở sâu, cố gắng tách rời bản thân khỏi thế giới đảo điên để hướng con mắt vào trong là điều rất quan trọng. Và đó chính xác là thứ mà LeBron đã nhận ra từ sớm. Ông thực hành chánh niệm thông qua việc thiền và rèn luyện thở của phương pháp. LeBron làm điều này mỗi ngày, chỉ dành vài phút, nhắm mắt lại và thả lỏng. Nó giống như là một bài tập để reset tâm trí. Dinh dưỡng và các bài tập tạ. Nếu bạn theo dõi Instagram của LeBron, bạn sẽ thấy lão đăng ảnh uống rượu vang, hút xì gà nhiều, cũng ngang các hình ảnh tập luyện. Thực chất thì anh già vẫn đang cố gắng tận hưởng quãng thời gian xả hơi ít ỏi của mình. Thì thoảng đem mấy con siêu xe ra phố lượn tí, rồi ghé qua trường xem mấy cậu quý tử đánh bóng. Thông thường thì ở NBA, quãng thời gian off season giống như là kỳ nghỉ hè vậy, kéo dài độ từ 3 đến 4 tháng trước khi vào mùa giải chính thức. Theo nguồn tin chuẩn của NBCLA, nhà vô địch dành tới 6 buổi trên một tuần để tập và nghỉ chủ nhật. Trong những ngày này, LeBron sẽ xen kẽ các buổi tập tạ, tập sức bật và cardio theo tỷ lệ là 50-50. Có vài thứ một vận động viên biết chắc là không nên đưa vào cơ thể mình, và nó không liên quan tới việc gã đang ở giai đoạn nào trong sự nghiệp. Hiển nhiên, có những thứ nhất định ta có thể thưởng thức khi còn trẻ, nhưng không thể tiếp diễn khi đã ở bên kia sườn của sự nghiệp.
đơn giản là cơ thể của ta không còn mạnh khỏe như là 10 hay là 20 năm trước nữa. Theo LeBron, nhận thức được điều này là tối quan trọng nếu bạn muốn đi đường dài. Và chế độ ăn kiêng ngay từ những ngày đầu tại NBA, LeBron đã biết hạn chế đường, các sản phẩm từ sữa, đồ ăn giàu carbon hydrate và thức uống có cồn. Thực đơn sẽ được xoay quanh các món như là rau củ, thịt nạc, cá hồi, ức gà và trứng ốp lết. Vào trong mùa giải, cường độ cao yêu cầu LeBron hấp thụ nhiều carbon hydrate hơn để duy trì thể trạng và phục hồi năng lượng sau mỗi trận đấu. LeBron coi chế độ ăn kiêng của mình giống như là leo thang, tức là theo từng bước một. Ông không lập tức loại bỏ một món ăn yêu thích ra khỏi thực đơn của mình như là một nhà tu khổ hạnh. Ông rút từ từ cho tới khi trở nên quen thuộc với chế độ ăn uống mới. LeBron cũng nhấn mạnh rằng các người ăn kiêng không cần phải quá khắt khe với bản thân mình. Một buổi cheat day trên tuần là hoàn toàn khả dĩ. Vào ngày cheat day, anh già được thỏa thích gặp bao nhiêu pizza và kem vani tùy thích, đồng thời nốc vài ly rượu vang cho dễ ngủ. Kobe Bryant đội mồ sống dậy có thể sẽ gõ đầu hậu bối của mình vì đã không chịu tập ném phạt, còn ngủ nhiều và ăn uống bung tuồng. Tuy nhiên, hãy nhìn vào câu chuyện sau đây. Hơn 20 năm trong nghề, chấn thương nghiêm trọng nhất mà LeBron từng gặp phải là chấn thương háng, buộc lão phải nghỉ tầm 30 trận. Ngược lại, chế độ tập luyện của Kobe từ lâu đã được nhắc đến như là một phương pháp khổ luyện. Xét về sức bền bỉ, LeBron chắc chắn ăn đứt Kobe. Sau chức vô địch vào năm 2010, Kobe lần lượt bị hành hạ bởi nhiều chấn thương quái ác, đáng kể nhất là rách gót chân. Chế độ tập luyện khắc khổ của Kobe đã đưa anh lên hàng tượng đài, nhưng nó cũng giảm tuổi thọ nghề của anh và đày đọa anh ở giai đoạn sau của sự nghiệp. Rồi thêm vấn đề cạnh tranh, các cầu thủ như các bạn có thể đã biết đều có tính hiếu thắng rất cao. LeBron rất nghiện bánh quy sô-cô-la và kem vani. Tôi chắc mẩm là lão vẫn ăn vụng suốt dù chế độ dinh dưỡng không cho phép. Nhưng nếu một gã ất ơ đấy thách lão rằng lão không thể cai nghiện nổi, lão sẵn sàng kiêng khem để thắng bằng được. Trong trường hợp này, tính hơn thua lấn át cả cám dỗ và sự dứt khoát là điểm mạnh trong tính cách mà LeBron sở hữu. Ở NBA, rất nhiều cầu thủ không thi đấu vì đam mê. Theo nguồn tin từ CBS Sports, Patrick Beverly, cầu thủ đang thi đấu cho Milwaukee Bucks, từng phát biểu trong một podcast rằng 50% vận động viên tại NBA không thích bóng rổ. Đối với họ, bóng rổ cũng giống bất cứ nghề nghiệp nào khác. Và bạn thấy đấy, phần lớn chúng ta vẫn chấp nhận làm công việc mà mình không thích mà. Đối với LeBron James, tài năng là yếu tố cần và đam mê là yếu tố đủ để bạn có thể thi đấu ở cấp độ đỉnh cao. Ở NBA, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều cầu thủ tài năng thi đấu ở một cấp độ cao mà không cần nỗ lực mấy. Và những cầu thủ dạng cày chay, những người không được ông trời ưu ái lắm nhưng lại luôn sục sôi bầu nhiệt huyết cháy bỏng. Đến một giai đoạn nào đấy, bạn sẽ thấy không thể tiến thêm được nữa nếu như bạn không thực sự yêu thích thứ bạn đang làm. Chỉ đơn giản vậy thôi, bạn không thể đào ra được động lực để mà thực hiện mọi thứ cần thiết mà bạn trở nên vĩ đại nếu thiếu vắng đam mê. Tài năng có thể đưa bạn đi nhanh, nhưng đam mê sẽ giúp bạn đi xa. LeBron có yêu bóng rổ hay không? Có lẽ không cần phải trả lời. LeBron có tài năng hay không? Chẳng phải tự nhiên mà người ta gọi lão là tài năng trẻ. Vậy nên, lão già tự gọi mình là The Chosen One cũng có ý đúng. Đam mê theo nhiều cách là tiền đề cho kỷ luật. Ở tuổi 40, LeBron vẫn làm người hâm mộ thán phục về chế độ tập luyện nghiêm ngặt và họ khen anh già quả thực là có một kỷ luật sắt đá, đúng là tư duy của một nhà vô địch. Nhưng tôi nghĩ kỷ luật chỉ là tác dụng phụ của đam mê. Con người tự nhiên sẽ tiếp tục làm việc mình thích và thôi làm những việc mình không thích. Kỷ luật theo nhiều người là làm vì mình cần làm chứ không phải làm vì mình thích làm. Ồ, tôi đếch thích chạy, đếch thích tập tạ và đếch thích ăn kiêng, nhưng tôi cần phải làm như thế nếu như muốn thi đấu ở một cấp độ cao, nên tôi sẽ làm. Cách tiếp cận của LeBron thì ngược lại, lão tập yêu luôn mấy cái thứ mà lão ghét. Lão tập chăm vì lão biết mình cần tập chăm và quan trọng hơn là lão thích tập. Lão chấp nhận rằng tình yêu với bóng rổ của lão sẽ lấn át mọi khía cạnh khác trong đời sống. Lão phải đánh đổi thời gian vì nó, đánh đổi rất rất nhiều thứ để trở nên vĩ đại. Và ý tưởng này sẽ dẫn ta đến tới một thứ. Cuộc sống luôn có sự bù trừ. Khi bạn lựa chọn làm cái này thì bạn đang đánh đổi cơ hội để được làm việc khác. Trong tập podcast với cả JJ Redick, LeBron đã làm rõ điều này như sau. Đôi khi bạn phải hy sinh những người thân để trở nên vĩ đại vì họ không hiểu. Và điều này cũng ổn thôi. Họ không hiểu vì sao lại phải thế. Kiểu như là tôi thức dậy vào 5 hoặc 6 giờ sáng mỗi ngày để làm gì. Và lúc tôi trở về nhà sau khi tất cả đã rời phòng tập, tôi sẽ đánh một giấc. Vậy nên giờ đây bạn đang hy sinh những người thân yêu bởi bạn không dành thời gian cho họ. Và khi tôi thức dậy,
tôi sẽ tiếp tục tập luyện như thế. Và rồi tôi ăn uống, rồi tôi đi ngủ. Và tôi sẽ làm thế mỗi ngày trong một khoảng thời gian rất dài. Để trở nên vĩ đại trong bóng rổ hay bất cứ lĩnh vực nào, ta phải lao động theo một phương châm sống và một khuôn mẫu nhất quán. Có thể đó là lối sống không có chỗ trống cho những cuộc trò chuyện về đêm, không có thì giờ cho những chuyến đi phượt ngẫu hứng, nên đôi khi quan hệ của ta với người khác có thể trở nên có vấn đề. Một vài người có thể ghét ta hoặc đoạn tuyệt ta cũng nên, vì khi họ rủ rê ta tới chỗ này chỗ kia mà ta thì cứ lắc đầu hoài, người thân có thể thấy bất mãn. Nếu họ thực sự không chấp nhận được lý tưởng của ta, vậy nên tôi nghĩ yếu tố sau cùng, dù không biết có phải là quan trọng nhất hay không, là có một dàn hậu phương vững chắc, những người thân đi cạnh, đủ cảm thông để hiểu và đủ yêu thương để đồng hành. Vì suy cho cùng, người ta không thể tự làm mọi thứ được. LeBron cũng không, tôi không và bạn cũng không. Cảm ơn các khán thính giả đã đón xem trọn vẹn video của Spider Room. Các bạn nghĩ sao về nội dung của video này? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới và thảo luận cùng chúng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!